Đây anh nhá, đây là những cái vị trí có ốc này, 1, 2, 3, 4 này, 5 này, 6. Em tháo sẵn ra rồi, tại vì quay sẽ lâu, nó gửi nó sẽ lâu. Rồi anh sẽ lấy tay anh lưng lên, kéo ra. Ok, xong. Thì nó sẽ chơi cái phần khung này ra. Đây là hai cái cảm biến này. Đấy, đây là một cảm biến bụi anh nhá. Đấy. Đây là cảm biến bụi. Này anh lấy đấy, anh em đang cắm điện quên. Vệ sinh thì rút hết điện ra anh nhá. Rút cái điện ra. Đấy. Thì ở đây là cái cảm biến bụi này, anh sẽ xịt khô đi. Đấy. Còn đây là cảm biến độ ẩm này. Đấy, cảm biến độ ẩm ở trong đây thì nôi ra xịt nó sạch đi, nhưng mà nó khô, phơi khô cái nào tí là nó sẽ về bình thường ngay. Đây, đấy, con cảm biến này này. Đấy, đây là con cảm biến độ ẩm ấy nhá. Đó. Vệ sinh sạch sẽ đi là ok, phơi khô đi là xong rồi. Đó. Đấy, thứ hai nữa là 6 con ốc này. Đấy, 1 2 3 con đấy nhá. 1 2 3. Đấy, 4 5 6. Đấy. À, cái máy nó mới quá bác ơi. Tháo ra để vệ sinh sơ sơ cái này. Trời, nó có thế này nữa thì xịt nước rửa sơ sơ tí thôi chứ làm gì nữa. Mới cứng luôn. Nhìn dàn này. Đấy, con này là khỏi cần suy nghĩ. Đấy, đơn giản giản đơn, cứ thế là phang chạy. À, mới cứng luôn bác ạ, mà công nhận rồi, đẹp. Đấy, có thêm em về thêm một con nữa, nếu mà lấy nữa thì báo em thêm một con nữa mới về. Mới về thêm một con nữa. 2015 đây máy của nó này. Xuất sắc luôn. 2015. Đấy thì báo em. Còn con 2019 của bác đây. Đẹp. Tuyệt vời. Đây là hai dàn, một con 15, một con 19. Đẹp như nhau. Con nào cũng đẹp. Nhìn đã. Có nghe cây mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Cây dài cây nó 10 mét 11 mét càng đi xa là càng thấy gió. Đấy, bao nhiêu đấy, ra đây là 7 mét này. Đó. Này ra đây là chục mét này, chỗ cây đấy, đấy là gió của quạt thổi đó, chứ còn cái cây mít kia là đứng yên gió. Đó. Dùng nó bây giờ nó ít điện mà nó khỏe gió. Đấy. Đấy, đấy, gió nó thổi bay vào quần áo thôi, rất là mạnh. Rồi nấu ăn quá nhanh các bác nhé, 10 phút thôi. Đấy. Mỡ thì vàng, không có bị cháy đen giống như mình nấu trên bếp ga, bếp điện mà quên ấy. Đấy, rất là tiện nhé, cứ như vậy là xong thôi. Đấy, cái này nó sẽ đảo này, nấu ăn rang cơm, xào đồ ăn, đấy, chiên không dầu rất là tiện luôn nhá. Ngoài này dùng mà hồng ngoại, đây là vệ sinh cũng rất là dễ. Đấy, khi mình muốn nấu thì mình chỉ cần nhấc cái chảo ra thôi, thế là xong. Đấy, bên trong thì nó chỉ có như vậy thôi, đấy, không cần phải vệ sinh gì. Đây là rất là đơn giản. Nấu ăn thì rất là nhanh, đặc biệt là những cái món chiên
nướng thịt nấu chỉ khoảng 15 phút 20 phút là mình đã có đồ ăn rồi, không phải động tay động chân vào. Anh nhá, đây là con size 75, anh để ý anh nhìn thấy không? Size 75 nhá. Đấy, size 75 đây này. Đó. Anh để ý cái đường kính vòng trong của nó nhá. Nghĩa là em đo từ bên kia phủ bì, đấy, từ cái đầu bếp bên kia sang đầu bếp bên này nó vẫn là 55, anh thấy chưa? Rồi, anh đo sang cái sàng bếp 60. Đấy. 60 đây nhá. Đấy. Anh đo từ bên này sang bên kia nó vẫn là 55 nhá. Nó chỉ có một cỡ thôi anh nhá, không thay đổi. Đấy, tất cả vị trí không thay đổi. Nó chỉ hơn nhau là cái thằng 75, anh để ý cái viền kính ngoài nó sẽ dài ra đây. Còn cái song anh cũng để, anh chỉ được để tới đây thôi. Đấy, trong cái vòng này thôi, anh chẳng có để cái song ra đây được. Anh để ý không? Đó, nó nghĩa là nó rộng cái bề ngang, nhìn cái bếp nó đẹp hơn. Nhưng thực tế là trong này là một kích thước thôi anh nhá. Anh cứ nói người ta nắp thẳng cái vị trí nên là ok. Chứ còn bên viền này mình có làm gì tới ra ngoài này đâu. Đó, nghĩa là để cái song nên nó rộng rãi hơn thôi.